ก็มีได้gặp em đến nay tôi làm bạn với đêm thâu, tôi uống thật say nhưng rồi cũng chẳng đến đâu. Ngày không ăn vào đêm thức trắng, tôi yêu em là điều chắc chắn. Nếu tình yêu là căn bệnh nan y thì em chính là nguyên nhân làm tôi không được yên thân. Linh hồn tôi em đến rồi mang đi, giờ biết sống làm sao khi trái tim tôi lỡ trao đi. Điều tôi cần ngay lúc này là em sẽ để tôi trông thấy. Ngày qua ngày tôi cứ hoài ôm nỗi nhớ đong đầy. Có cơ hội nào để cho em với tôi mai này nên đôi? Có thì thôi mà không thì cũng đừng có thì em ơi. Có người đang giết tôi, đang giết tôi bằng đôi mắt xoe tròn. Và có người đang có giết tôi. Mang người đến thì mang lại đây bên tôi. Để tôi thôi sao tôi